Hello Về nhá. Bye bye nhá. À, đưa tay hai cô đây. Biết lấy đồ không đủ tay cô rồi. Cho lên. Thì đặt đồ để về đã. Thì sau mấy ngày BB được điều trị ở bệnh viện thì bệnh viện được nhờ sự quan tâm chăm sóc của các bác sĩ ở đây cũng như điều kiện ở bệnh viện đây cũng khá là tốt, thì hiện nay BB là khá là ổn rồi. Thì chiều nay thì một lúc nữa thôi thì BB sẽ được đi kiểm tra tổng thể lần cuối trước lúc xuất viện. Đấy, cho nên là bố tranh thủ để gấp quần áo cho BB. Ý nhỉ? BB bữa nay lanh lợi hơn mọi khi đây mọi người. Cái này mình nhá. Đi dưới đây. Nào. Đây đây. Đây nào. Điều trị ở đây thì BB nhận được rất nhiều tình cảm cũng như sự quan tâm yêu quý của các bạn bè, các khán giả trên thế giới rất nhiều nước. Đấy, mọi bạn, các bạn đã quan tâm lo lắng cho BB thì thay mặt BB và gia đình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Để bố thấy để ta làm thủ tục xuất viện này, đi test, đi xét nghiệm tổng thể, rồi áo nó đi, mặt tay ai nhá, này nè, tay này coi đảo nhá, sự quan tâm của các bác sĩ cho nên là BB rất là chóng lành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn sự quan tâm lo lắng cũng như các tình yêu của các bạn đã dành cho BB. Các bạn biết đấy thì BB rất là ngoan nhé, rất là ngoan, BB là khỏe hơn rất là nhiều. Để bộ quần áo này vào đây đi.
Rồi, đi đứng dậy nào. Đi đứng dậy, đứng xuống. Hello everyone. Hiện tại thì hai bố con chuẩn bị đi kiểm tra tổng thể lần cuối để về. Bi ngồi đây nhá. Bi ngồi đây nhá. Bi nằm đây tí đi. Thì bác cái tên này nhá. Bác cái. Giờ anh cho Bi. Vâng, thế giờ anh cho Bi về nhé. Thế cả là ví dụ về mà anh thấy Bi anh có thể bổ sung một cái nước Orizone điện giải ấy. Cái nước Orizone ấy, bổ sung cái nước đấy thôi nếu mà anh thấy trong trường hợp thì anh về nhà mình hay cho. Vâng, bổ sung đấy thôi, còn lại thì mình bây giờ mà bà này cho Orizone bảo là sợ bà không uống đâu. Nếu mà bà không uống thì thôi không ép, bởi vì anh thấy Bi cũng khó tính ấy, sợ ép thì cũng không chịu uống đâu. Cô bé ổn định chưa? Thế cô bé đi tí. Cho ba xếp đồ. Chạy lên đấy. Ê, để anh chạy. Đem đi đây. Thôi bọn em sẽ tính tất cả mọi người thôi. Em vâng, bởi vì là thứ nhất là hôm qua cũng hơi buồn lắm, tiếc một chút vì là sự cố cũng làm cho anh các anh cũng hơi hốt hoảng tí, thì hôm qua cũng hơi lo lắng. Nào, ta bắt tay cô gái để về nhé. Đó, Bi ơi. Dạ vâng, ok em nhận rồi nhé. Bye bye. Tay cô. Chào bác. Bác em này, chào bác. Trốn rồi. Bác em cứ theo dõi đi nhé. Thế là ví dụ có vấn đề gì có thể ăn với dân chủ đây. Cái này là của cả ba cơ sở. Cái cơ sở mà hôm trước anh đến bên Trần Vĩ là cơ sở 2. Còn cơ sở bên ngoại ta đoàn là cơ sở 3. Thì có gì anh gọi đây. Cơ sở 1 ở bên cơ thật của bên đấy. Bên em chuyên spa thôi. Nó cũng gần bên Trần Vĩ đấy ạ. Gần bên Trần Vĩ lâm sàng. Ngay ngay bên kia rồi chứ. Cái mở khóa không? Bật tay tạm biệt cô bé nào. Bạn để biết là cái tay à? Đây là cô đây. Biết lấy đồ không đủ lại cô. Mà Hà đưa tay đây thì đi cho nào. Cho lên. Không, cô bé không đấy. Cô bé. Không chịu. Không chịu à? Trưa nay gió là không ngon. Ngon à? Sợ. Cảm ơn các bạn chăm sóc không? Không tiêm đâu. Anh tiêm nào nhỉ? Đấy nhá. Đến tí nào. Đấy em đấy nhá. Tiêm nhiều. Chết rồi. Không sợ, không em bế mà là nhưng mà ông Linh này. Ôi trời ơi, biết thằng quà này vừa ơi. Chà sữa ơi, chà sữa gì hả vừa kìa. Chà sữa ơi. Bố bé kìa. Không bé à, không theo. Ôi chết rồi. Không theo. Không theo à. Mà chà sữa này vì gì? Không theo vậy. Em ơi. Mùa này mà thay đổi thời tiết. Mùa này ơi, đi nhá. Đi rồi. Đi. Ba đi mất rồi. Ba đi mất rồi. Không theo. Chết rồi.
tay bị tiêm. Tâm lo lắng cho BB.